Xin chào cả nhà thân yêu và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ở tập trước thì mình đã kể cho các bạn nghe phần 1 vụ án án mạng ở làng Lục Giác trong series Thám tử Kindaichi. Và như đã hứa thì tập này mình sẽ kể cho các bạn nghe phần cuối vụ án án mạng ở làng Lục Giác, tay sai của quỷ dữ. Các nhân vật chính: Kindaichi Hajime, cháu nội thám tử Kindaichi Kosuke, nghịch ngợm, lười học nhưng suy luận sắc bén và thừa hưởng trí thông minh siêu việt từ ông nội. Miyuki Nanase, bạn thân của Kindaichi. An, tên trong truyện Oda Giri, thầy giáo của trường Fudo. Mai, cô dâu, con gái ông thời điền thập tam, bạn Kindaichi và Miyuki. Nhất sắc dần nam, chủ nhân tòa nhà kính màu, thảo trĩ tam tử, chủ nhân tòa nhà dây leo, phù dâu của Mai, Ngọc. Thời điền thập tam, chủ nhân tòa nhà thời gian, ngũ tháp lan, chủ nhân tòa nhà tháp, các nạn nhân đều đã bị giết chết. Vĩ, vị hôn phu của Mai, thanh tra đại, điều tra viên của tỉnh Aomori, phong tế thuần giả, chủ nhân tòa nhà gà gió, đầu lễ nhị, chủ nhân tòa nhà giáp sắt và là ba của Ngọc. Và tên các nhân vật thì mình đã việt hóa và mình đã để ở màn hình, các bạn xem ở trên màn hình giúp mình nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt lại tập trước một chút xíu. Kindaichi, Miyuki và An đi tới làng Lục Giác để dự lễ cưới của Mai với Vĩ. Và trong đêm đầu tiên thì xác của Mai được tìm thấy ở trong nhà thờ. Và trên váy cưới của Mai có ghi một dòng chữ: cái xác thứ bảy đã lấy đầu cô dâu. Và thi thể của Mai không có đầu, giống như cái xác khô ở trong tòa nhà thời gian của cô đang ở. Và khi này mọi tình nghi đổ dồn về phù dâu tên Ngọc. Sau Mai thì xác ướp thứ bảy cũng hạ sát ông Nam và bà Tử. Cả ông Nam và bà Tử đều mất đi một cái chân phải và một cái chân trái, giống hệt với cái xác khô mà họ đã cất giữ trong tòa nhà của mình. Trong lúc mà mọi tình nghi đều đổ dồn về Ngọc thì cuối cùng Ngọc cũng đã được phát hiện là chết trong tòa nhà của mình, tòa nhà giáp sắt. Thế nhưng cái bộ phận mà Ngọc mất lại là cái phần vai và cánh tay trái, trong khi cái xác khô trong tòa nhà giáp sắt lại thiếu đi phần bụng. Và trong quá trình điều tra thì Kindaichi đã được ông Tam kể lại quá khứ kinh hoàng của 27 năm về trước ở làng Lục Giác, khi mà vợ chồng bị mục sư đang cố đốt phá cánh đồng cần sa, nguồn cơn của mọi tội ác, thì sáu cái người trong sáu gia tộc này đã xả súng giết chết vợ chồng bị mục sư và thiêu sống bảy người con gái nuôi của họ trong nhà thờ kính bưng, nhưng chỉ có sáu cái xác được tìm thấy. Và sau khi kể xong cái câu chuyện đó thì ông Tam cũng đã đột quỵ và qua đời. Và cái chết tiếp theo là của bà Lan, trong khi bà đang bắt cóc Miyuki đem về tòa nhà tháp để định ra tay sát hại Miyuki, lấy máu của Miyuki để tắm cho cơ thể của mình có một làn da mịn màng, thì cuối cùng bà Lan cũng bị xác ướp thứ bảy hạ sát. Và bí mật nào đằng sau tất cả những sự thật kinh hoàng đó? Xác ướp thứ bảy là ai? Động cơ gây án của hắn kinh khủng như thế nào? Và bây giờ không để mất thời gian nữa, chúng ta sẽ tiến vào phần cuối vụ án án mạng của làng Lục Giác, tay sai của quỷ dữ. Kindaichi và An đã phát hiện ra ở trên hành lang có khăn tay của Miyuki và có dấu vết bị kéo lê, và cùng lúc với đó là trên cửa sổ có dấu dính của cái sơn móng tay màu đỏ bầm, đặc trưng của bà Lan. Và nhờ đó mà Kindaichi biết được rằng chắc chắn là bà Lan đã bắt cóc Miyuki. Và sau đó An chỉ tay về tòa nhà tháp và kêu Kindaichi. Kindaichi và An nhìn về phía tòa nhà tháp thấy khói bốc lên cuồn cuộn. Sau đó Kindaichi, An và Đại cùng với một số người khác đã chạy về phía tòa nhà tháp. Khi này ông giả nói rằng phải mất một tiếng nữa thì đội cứu hỏa mới có thể tới được làng Lục Giác. Và bởi vì tình hình vô cùng nguy cấp nên Kindaichi đã lao vào trong tòa nhà tháp để đi tìm Miyuki. An và Đại cũng chạy theo Kindaichi. Và khi đi vào trong, Kindaichi, Đại và An phát hiện ra đầu tiên đó là xác của bà Lan. Xác của bà Lan bị mất đi phần vai và cánh tay trái, giống hệt với cái xác khô mà bà đang cất giữ trong tòa nhà của mình. Và cũng giống như những nạn nhân vừa rồi, hiện trường vụ án, xác ướp thứ bảy đã để lại một lời nguyền. Đối với ta, tiếng kêu thảm thiết chính là khúc nhạc êm đềm nhất, xác ướp thứ bảy. Sau đó Kindaichi, An và Đại đã tìm được Miyuki ở trong một căn phòng khác trong tòa nhà tháp và rất may là lửa chưa cháy tới đó. Và có một điều kỳ lạ đó là Vĩ, vị hôn phu của Mai, đang nấp ở trong một gốc cây và đã chứng kiến toàn bộ sự việc đó. Cũng giống như lần trước trong vụ nhà thờ, liệu rằng Vĩ có liên quan gì tới vụ cháy này hay không? Sau khi đám cháy được dập tắt, từ trong đám tro tàn, người ta đã tìm thấy thi thể của bà Lan.
và con dao trong bộ sưu tập những con dao của ông Nhị. Như vậy là ông Nhị đã là người bị tình nghi nhiều nhất trong vụ án này và đã bị bắt về đồn để lấy lời khai. Tuy nhiên, Kindaichi đã nói với Miyuki rằng chắc chắn ông Nhị không phải là thủ phạm, bởi vì thủ phạm đã lên một kế hoạch vô cùng tinh vi và phức tạp như vậy. Hắn chắc chắn là không thể nào để lại ở hiện trường một chứng cứ rất là hớ hênh như vậy. Và chắc chắn rằng xác ướp thứ bảy hắn cũng đã liệu được điều đó, và chắc chắn rằng ông Nhị sẽ sớm được thả ra mà thôi, bởi vì không có chứng cứ nào có thể gây bất lợi cho ông Nhị được hết. Bởi vì nếu ông Nhị bị bắt thì hắn sẽ không thể nào tiếp tục thực hiện được kế hoạch của mình. Hung thủ xác ướp thứ bảy hắn thật sự là một tên máu lạnh, hắn là một tên quỷ dữ, hắn hả hê truy sát con mồi, cười rung lên khi thấy con mồi sợ hãi. Từ đầu chí cuối, hắn chưa bao giờ, chưa một lần nào có thể để lộ ra sơ hở cho dù là nhỏ nhất. Sau đó, bởi vì lo cho an nguy của Miyuki, nên Kinichi đã khuyên Miyuki hãy rời khỏi làng Lục Giác và trở về thành phố, nhưng Miyuki không đồng ý. Nhưng bởi vì Miyuki còn sợ hãi và ám ảnh nên đã kêu Kinichi qua ngủ cùng với mình trong phòng. Chỉ là ngủ cùng thôi nha các bạn, chỉ ngủ cùng thôi, để cho Miyuki đỡ sợ. Khi này, Miyuki đang nói chuyện với Kindaichi. Kindaichi, cậu còn nhớ con búp bê Alice của tớ không? Miyuki nói. Kindaichi mới hỏi lại, con búp bê Alice nào? Miyuki nói, chính là con búp bê mà tớ cưng nhất đó. Ngày xưa, cậu hay lấy con búp bê Alice của tớ, tháo rời chân tay ra. Sau đó, bởi vì tớ quấy khóc dữ quá nên cậu đã cuống cuồng và lắp ráp lại tay chân cho nó. Nhưng bởi vì cậu bối rối nên cậu đã ráp lung tung, đầu ráp lộn xuống chân, chân ráp lộn lên đầu, tay chân cậu ráp lung tung lên hết. Kindaichi nghe đến đây chỉ nghĩ rằng đó là một câu chuyện bình thường của ngày xưa và không quan tâm mấy tới cái câu chuyện đó. Nhưng sau đó Kindaichi đã liên tưởng tới vụ án lần này, các bộ phận rời rạc, tay chân gắn ngược. Nhưng mà nếu gắn ngược lại cái sự rời rạc đó, lắp ráp lại cái sự rời rạc đó thì sao? Sau khi suy nghĩ tới đó, Kindaichi đã ngồi phắt dậy và tinh thần vô cùng phấn khởi. Kindaichi nói, đúng rồi, vậy là đúng rồi, vậy là tất cả đã quy về một nguyên lý. Tất cả những thứ về chứng cứ ngoại phạm và tất cả những thứ về án mạng trong căn phòng kín, tất cả đều có chung một nguyên lý. Miyuki, lần này chúng ta thu hoạch lớn rồi. Bây giờ thì chỉ cần giải đáp án mạng ở trong căn phòng kín ở nhà thờ nữa là mọi việc có thể sáng tỏ. Vậy là sáng sớm hôm sau, Kinichi thức dậy từ rất sớm và đi ngay qua nhà thờ để tìm chân tướng về manh mối của vụ án trong nhà thờ của Mai. Và Kinichi cuối cùng lục tìm trong nhà thờ cũng đã tìm thấy được chiếc long quạ kẹt dưới chân giường. Kinichi cầm chiếc long quạ lên và nói rằng, vậy là tất cả mọi thứ đã sáng tỏ. Chiếc long quạ đó chính là chiếc long quạ trên trang phục của Ngọc. Ngọc đã dùng long của quạ để trang trí trên trang phục của mình. Và chiếc long quạ này là gì lại có thể làm cho mọi thứ trở nên sáng tỏ. Sau đó, Đại đi vào trong nhà thờ và tìm Kindaichi, đưa cho Kindaichi một tập hồ sơ và nói rằng chính là sếp Isamu đã gửi cho Kindaichi. Là trước đó các bạn, khi mà Kindaichi phát hiện ra hai bức ảnh chụp ông hiệu trưởng và bà hội trưởng trường Vudo, Kindaichi đã gọi điện thoại cho Isamu để nhờ Isamu điều tra một vài việc, và nếu được có thì Isamu gửi nhanh, chuyển phát nhanh cái tài liệu đó đến giùm cho Kindaichi. Và cầm tài liệu đó trong tay cộng với chiếc long quạ vừa tìm được, Kindaichi nói rằng vậy là tất cả được đã chuẩn bị sẵn sàng và bây giờ chúng ta có thể vạch mặt được hung thủ. Và sau đó Kindaichi nói với ông Đại rằng phiền chú triệu tập hết tất cả mọi người của tòa nhà cà gió gấp, trước khi xác ướp thứ bảy kịp ra tay sát hại hai nạn nhân cuối cùng thì chúng ta phải vạch trần chân tướng thật của hắn. Tại tòa nhà gà gió, Đại nói với Kindaichi, ta đã cho người bao vây hết toàn bộ căn nhà này theo ý của cậu rồi. Vẻ mặt của tất cả mọi người vẫn còn phần u ám vì tất cả những sự kiện bí ẩn vừa rồi đã xảy ra tại làng Lục Giác. Ông già hỏi Kindaichi rằng, cháu cho mọi người triệu tập ở nhà của chú có việc gì vậy? Kindaichi nói, đó là vạch trần chân tướng, bộ mặt thật của xác ướp thứ bảy, kẻ đã gây ra hàng loạt các vụ án đẫm máu những ngày hôm nay. Điều Kindaichi vừa nói làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên và sốc. Kindaichi nói tiếp, từ xa xưa, ngôi làng này đã có hệ thống tưới tiêu đan xen thành hình ngôi sao David sáu góc. Rồi khoảng 100 năm trước, các nhà truyền giáo đã đến đây để xây dựng 6 tòa nhà theo kiểu phương Tây cùng với một nhà thờ ở giữa.
Họ muốn xây dựng một vườn địa đàng trong mơ. Thế nhưng để xây dựng được những tòa nhà tráng lệ như vậy, họ phải cần một nguồn kinh phí lớn, mà bản thân của họ là các nhà truyền giáo rày đây mai đó, chắc chắn là không có đủ kinh phí để có thể làm được điều đó. Và sau cùng họ đã tìm được thứ gọi là quả cấm vườn địa đàng, giúp họ có thể thực hiện được ước mơ trong mơ của mình. Đại hỏi, quả cấm vườn địa đàng. Kinachi khi này đưa cái nắm lá cần sa mà mình đang cầm trên tay lên và nói, đó vốn dĩ là một loại cây mọc hoang ở trong rừng có tên gọi là cần sa. Khi nghe Kinachi nói tới đây và nhìn thấy cái lá cần sa ở trên tay của Kinachi, ông giả và ông nhị vô cùng kinh hoàng vì Kinachi làm sao có thể biết được cái bí mật của làng Lục Giác, bí mật về cánh đồng cần sa. Sau đó Kinachi nói tiếp, các nhà truyền giáo cùng với 6 tùy tùng của mình đã trồng thành công loại cây này và bí mật canh tác và không để cho ai biết. Họ bán cần sa để có thể có được một nguồn lợi khổng lồ. Ngôi làng Lục Giác này hình thành là nhờ việc buôn bán chất cấm. Sau khi nhóm nhà truyền giáo về nước, họ đã bàn giao cánh đồng cần sa lại cho 7 hộ gia đình ở đây. Và cánh đồng cần sa này chính là nguyên nhân dẫn đến một thảm kịch đẫm máu cách đây 27 năm về trước. Vợ chồng vị mục sư sống trong nhà thờ vì không muốn ảnh hưởng đến nhân cách của những con gái sau này nên đã quyết định phá hủy cánh đồng cần sa. Và 6 người trong 6 hộ gia đình thì không chấp nhận điều đó nên họ đã giết vợ chồng vị mục sư. Và tội ác lớn nhất của họ đó là thiêu chết 7 người con gái nuôi của vợ chồng vị mục sư trong nhà thờ kính bưng, khiến họ biến thành những cái xác khô. 7 cái xác khô được coi là thần hộ mệnh của làng Lục Giác, thực chất là thi hài của 7 người con gái nuôi của vợ chồng vị mục sư. Khi này, ông nhị đập tay xuống bàn và nói rằng, nói láo tất cả chỉ là bịa đặt. Kinichi khẳng định lại với ông nhị rằng, tôi không có nói láo. Kinichi nói mình đã xem xét rất kỹ 7 cái xác khô ở trong các tòa nhà. Trên răng của các xác khô đều có dấu hiệu trám và sửa chữa bằng máy móc, chứng tỏ rằng những cái xác khô này chỉ mới có cách đây khoảng vài chục năm mà thôi, chứ không có xa xưa như lời mà ông giả đã từng kể. Và Kinichi nói rằng, ông Tam đã kể cho Kinichi bí mật về cánh đồng cần sa ở phía sau làng Lục Giác và cả việc mỗi một hộ gia đình giữ một cái xác khô coi như là lời cảnh báo lẫn nhau là họ không được phản bội lẫn nhau về tội ác của bọn họ cho Kinichi biết. Sau khi Kinichi nói tới đó, ông nhị ngồi phịch xuống ghế và cảm thấy vô cùng lo sợ. Vậy là hết rồi. Vậy là tất cả đã hết rồi. Tất cả đã chấm dứt rồi. Cái bí mật của làng Lục Giác đã bị phanh phui rồi. Kinichi nói, chưa hết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Thật ra nạn nhân của vụ hỏa thiêu 27 năm về trước không phải là 7, chính xác thì chỉ có 6 người mà thôi. Trong sự hoang mang của tất cả mọi người, Kinichi mới cầm lên một con búp bê trong số 7 con búp bê mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước và đặt ở trên bàn. Kinichi cầm một con búp bê lên và nói rằng, đây là một con búp bê. Giả sử 7 con búp bê này là 7 người con gái nuôi của vợ chồng vị mục sư, khi họ bị nhốt ở trong nhà thờ kính bưng với nhiệt độ vô cùng cao, 6 cô gái biến thành các xác ướp. Kinichi khi này cầm lấy một con dao và bắt đầu tiến hành cắt các con búp bê ra. Cùng lúc đó, Kinichi giải thích vào phần mấu chốt của vụ án. Nếu như ta lấy phần đầu của cái xác thứ nhất, phần vai xuống cánh tay trái của xác thứ hai, phần ngực của xác thứ ba, phần bụng của xác thứ tư, phần chân phải của xác thứ năm và chân trái của xác thứ sáu. Ta lần lượt cắt rời các bộ phận này ra. Như vậy, mỗi một cái xác đã biến thành hai phần rời nhau. Và bây giờ là khâu quan trọng nhất. Đầu tiên là lấy đi phần đầu của cái xác thứ nhất. Ta có một cái xác không đầu. Rồi tiếp theo, lấy đi phần vai liền đầu của cái xác thứ hai ra và đặt cái đầu của cái xác thứ nhất vào, ta có một cái xác khuyết phần vai xuống cánh tay trái. Tiếp theo, lấy tiếp phần thân trên của cái xác thứ ba, rồi thay bằng phần đầu liền vai của cái xác thứ hai vào. Vậy là ta có một cái xác khuyết phần vai phải xuống cánh tay phải. Đến cái xác thứ tư, ta lấy đi phần thân trên và thay vào đó là phần thân trên của cái xác thứ ba, ta có cái xác khuyết phần ngực. Và cuối cùng, ta ráp phần thân trên của cái xác thứ tư vừa lấy ra vào phần chân phải của cái xác thứ năm và chân trái của cái xác thứ sáu. Vậy là ta đã có 7 con búp bê được ráp lại từ 6 con búp bê ban đầu và ta vẫn còn một con búp bê nguyên vẹn. Điều đó đồng nghĩa với việc còn một người còn sống.
Kindaichi nói, với thủ thuật này thì sẽ không phải để lại bất kỳ một vết rách nối nào trên các xác ướp, và điều đó giải thích tại sao trên tất cả các xác ướp đều thiếu đi một bộ phận nhất định. Và cô con gái nuôi thứ bảy của vợ chồng bị mục sư nhờ vào mưu kế này mà có thể trốn thoát được. Nhưng lòng thù hận về việc giết hại cả gia đình của cô ta thì vẫn còn nung nấu trong người của cô ta và không bao giờ nguôi ngoai được. Và điều đó đã thúc đẩy cô ta quay về và trở thành tên sát nhân hàng loạt. Nhưng không phải tự thân cô ta báo thù, có thể cô ta đã chết. Phân thân của cô ta, hay nói chính xác đó là cái xác ướp thứ bảy, đã kế thừa ý chí và sự căm thù của cô ta và quay về lên kịch bản để báo thù. Và hiện thân của cô ta, xác ướp thứ bảy, đang có mặt tại đây và là một người trong số mọi người. Trước lời của Kindaichi nói như vậy, mọi người vô cùng bàng hoàng. Và khi này Đại mới lên tiếng nói rằng, nếu như theo lời của cậu nói như vậy, thì trong vụ của Mai giải thích như thế nào? Kindaichi trả lời Đại rằng, cho tới khi chuông nhà thờ vang lên thì tất cả mọi người đều có mặt tại nhà của ông Tam. Và khi nghe tiếng chuông, chúng ta phá cửa rồi đi vào trong, thì phát hiện ra mọi cánh cửa trong nhà thờ đều đã được khóa trong. Còn xác của Mai thì nằm trên giường và không có cái đầu. Lúc đó vắng mặt của Ngọc. Nhưng sau đó thì xác của Ngọc cũng đã được tìm thấy trong tòa nhà giáp sắt và trên lưng của giáp sắt ghi một dòng chữ. Đây là nạn nhân thứ hai của xác ướp thứ bảy đã để lại. Nhưng đó chỉ là một cái bẫy của tên hung thủ. Chúng ta tưởng rằng Ngọc bị giết sau Mai, nhưng không phải như vậy. Người đầu tiên bị giết là Ngọc, và hung thủ đã giết Ngọc lại chính là Mai. Mọi người vô cùng sốc và kinh hoàng về lời mà Kindaichi vừa nói. Kindaichi nói, đúng vậy, thi thể không đầu mà chúng ta nhìn thấy ở trong nhà thờ lần đầu tiên là Ngọc. Trước khi tự nhốt mình trong nhà thờ, có thể Mai đã lừa Ngọc vào đó thay mình. Có thể Mai nói rằng muốn gặp ai đó lần cuối, nên hai bên đã hoán đổi trang phục cho nhau. Sau khi mặc váy cưới vào, Ngọc bước vào nhà thờ và khóa trái cửa lại. Và Ngọc nằm trên giường giả làm Mai. Mai đi ra ngoài và từ phía trên ô cửa của mái nhà, sau khi thấy Ngọc nhắm mắt thì thả một mảnh vải có tẩm thuốc mê chụp lên mặt của Ngọc và Ngọc đã thiếp đi. Ông giả nói, nhưng cái ô cửa trên mái nhà nhỏ xíu như vậy, thả khăn xuống để chụp thuốc mê Ngọc thì có thể, nhưng giết Ngọc là một cái chuyện không thể. Kindaichi đáp, nhưng hung thủ có thể kéo Ngọc lên được mà. Hung thủ đã chuẩn bị sẵn 4 sợi dây, có 4 móc câu. 4 móc câu này lần lượt được thả xuống và móc vào 4 góc giường, sau đó kéo chiếc giường lên. Đại khi này mới thắc mắc, Mai nhỏ nhắn và ốm yếu như vậy làm sao có thể kéo Ngọc lên cộng với chiếc giường lên được? Kindaichi đáp, dùng đồng độc xe hơi. Trên xe hơi của thầy An có sẵn một đồng độc dùng để hỗ trợ trên địa hình nghiêng. Kindaichi khi này cầm cuộn dây phụ trợ trên xe hơi của thầy giáo An lên. Nếu như mà kéo hết cuộn dây ra ngoài có thể sử dụng như một con quay. Chỉ cần luồn qua tháp chuông nhà thờ là có ngay một trục cần cẩu. Cô ấy đã kéo chiếc giường lên sát ô cửa trên mái nhà bằng cách đó và để máu động mạch của Ngọc không phun ra. Mai đã siết cổ Ngọc cho đến chết. Sau khi siết cổ Ngọc cho đến chết thì Mai đã cắt lìa cổ của Ngọc ra. Cô ấy chỉ lấy đi phần đầu. Như vậy thì có thể lọt qua ô cửa một cách dễ dàng. Và Kindaichi cũng đã thử chui đầu qua ô cửa trên mái nhà thờ và có thể hoàn toàn chui qua lọt. Sau đó, Kindaichi đưa lên chiếc long quạ mà mình đã tìm thấy ở nhà thờ sáng nay lên và nói tiếp rằng đây là chiếc long quạ tôi đã tìm thấy được ở trong nhà thờ. Nó đã bị kẹt ở dưới chân giường. Có thể hôm mà Ngọc và Mai quán đổi trang phục, nó đã rơi xuống. Và khi mà nâng chiếc giường lên và hạ chiếc giường xuống thì nó đã bị kẹt dưới chân giường. Đại nói, nhưng kết quả giám định rõ ràng thi thể đó là của Mai mà. Kindaichi nói, đây là một chiêu hoán đổi cực kỳ thông minh. Mai sau khi giết Ngọc thì cô cũng đã bị chính tên hung thủ thật sự, kẻ tự xưng là xác ướp thứ bảy và giết chết cô. Thật ra ý đồ của tên hung thủ là để cho chúng ta phát hiện ra thi thể càng sớm càng tốt để hắn có thể tạo dựng được chứng cứ ngoại phạm. Hắn đã tranh thủ lúc chúng ta loay hoay mở các cánh cửa của nhà thờ, đã lẻn đi để gặp Mai ở chỗ đã hẹn trước. Tranh thủ lúc đó, hắn cũng đã giết chết Mai, vì vậy cả hai nạn nhân là Mai và Ngọc đã có cùng thời điểm tử vong. Sau đó, canh lúc nửa đêm mọi người đang ngủ say, hắn đã lẻn đem xác của Mai vô nhà thờ để hoán đổi với Ngọc. Hắn đã đổi trang phục của Mai và Ngọc, cắt cái đầu của Mai, sau đó đem cả đầu của Mai và thi thể của Ngọc rời đi.
Và đến sáng ngày hôm sau, khi mà cảnh sát giám định thì thi thể đã là của Mai rồi. Và trong một đêm, không ai nghĩ rằng hắn có thể thực hiện chiêu hoán đổi thể xác một cách nhanh như vậy. Vì vậy, rất có thể trên váy cưới và trên giường trong nhà thờ vẫn còn có vết máu của Ngọc. Sau đó, Đại đã cho người đi giám định kết quả ngay. Indachi nói mình đoán ra được điều này là nhờ vào việc phát hiện ra thi thể của Ngọc. Các thi thể nạn nhân có vết cắt các bộ phận rời rạc giống với lại cái xác ướp mà họ đã cất giữ trong tòa nhà của mình. Nhưng của Ngọc thì khác. Thi thể của Ngọc mất đi phần vai và cánh tay trái, trong khi xác ướp ở trong nhà của Ngọc lại thiếu đi phần bụng. Đó không phải là do hung thủ sai lầm mà hắn buộc phải làm như vậy. Cả Mai, ông Nam và bà Tử, ba người này đều khuyết các bộ phận giống với cái xác ướp trong tòa nhà của họ. Nên khi nhìn thấy thi thể của Ngọc có phần cắt rời là cái đầu, chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng chắc chắn là do hung thủ đã cắt lầm. Chúng ta luôn tập trung vào yếu tố phần vai xuống cánh tay trái trong thi thể của Ngọc mà quên mất đi một sự thật rằng cả thi thể của Mai và Ngọc đều mất đầu giống nhau. Để hô biến thi thể của Ngọc và Mai thì hắn buộc phải hoán đổi đầu của hai người. Nên để đánh lạc hướng điều tra, hắn buộc phải cắt rời các thi thể của các nạn nhân khác để ai cũng tưởng và quên mất hướng điều tra là hai nạn nhân đã bị đổi đầu với nhau. Tên hung thủ này hắn tàn nhẫn tới mức hắn đã dùng tất cả mọi cách, bất chấp mọi thủ đoạn để có thể đạt được điều hắn mong muốn. Và khi này Kinichi quay sang ông giả và hỏi ông giả rằng: chú giả, vào 27 năm về trước, có người hô biến 6 cái xác thành 7 cái xác để làm cho cái người con thứ 7 của vợ chồng vị mục sư trốn thoát. Người đó có phải là chú không? Để có thể hô biến 6 thành 7 một cách nhanh chóng trong thời điểm đó mà không để cho những người kia phát hiện ra thì phải là một người cực kỳ rành về cơ cấu xương khớp và các mô trên cơ thể. Chú giả có nói chú là một người rất là yêu thích về săn bắn và thường tự tay làm các tiêu bản động vật. Và Kidachi đã hỏi người làm từ lâu đời nhất ở nhà của ông giả. Bà ta nói rằng tất cả các tiêu bản ở đây đều do chính tay ông giả làm từ bé. Nhưng kể từ 27 năm trở lại đây, ông giả đã không làm bất kỳ một cái tiêu bản nào nữa. Lý do mà chú ngừng làm các tiêu bản là gì? Cháu nghĩ chú là người hiểu rõ nhất. Và đó là lý do ở tập trước mình có nói với các bạn, đó là cái việc mà ông giả tự tay làm các tiêu bản và trong nhà của ông giả có rất nhiều tiêu bản săn bắn là một trong những manh mối rất là quan trọng của vụ án này. Khi này ông giả ôm mặt và nói rằng: đúng vậy, để cứu Shiori, ta đã cắt rời các bộ phận trên thi thể của các chị em của Shiori. Shiori chính là người thứ bảy còn sống sót. Đêm hôm đó, khi ông giả lén năm người kia vào thì phát hiện Shiori vẫn còn thoi thóp và chưa chết, còn tất cả các chị em của Shiori đều đã tắt thở. Ông giả đã đưa Shiori lên chiếc xe đã chuẩn bị từ trước và đưa đến bệnh viện. Nhưng nếu như vậy thì tất cả những người kia sẽ đếm xác và phát hiện rằng có một người đã trốn thoát. Vì vậy, ông giả đã liên tưởng đến các gia quy hình ngôi sao David của làng Lục Giác và thực hiện chiêu quán hồn đổi xác. Sau đó, Kinichi đã hỏi ông giả rằng, sau đó thì ông có gặp lại Shiori nữa hay không? Ông giả trả lời rằng, không. Sau đó khi ta đến bệnh viện thì Shiori đã trốn thoát và từ đó trở đi ta không gặp Shiori một lần nào nữa. Miyuki mới hoang mang và nhìn Kinichi hỏi Kinichi rằng, Kinichi, lẽ nào ông giả đây chính là xác ướp thứ bảy sao? Kinichi trả lời Miyuki, không, chú giả không phải là xác ướp thứ bảy. Xác ướp thứ bảy là một người khác. Chú giả chỉ thực hiện chiêu thức cắt rời các bộ phận trên thi thể và ghép xác lại để cứu COG mà thôi. Còn xác ướp thứ bảy thật chất là một người khác. Khi này, Kinichi cầm con búp bê còn nguyên vẹn trên tay và quăng về phía của kẻ tự xưng là xác ướp thứ bảy. Kinichi nói, mẹ của ngươi đây, hãy nhận lấy đi. An, à không, phải gọi ngươi là xác ướp thứ bảy mới đúng chứ. Và xác ướp thứ bảy, kẻ thật sự đứng đằng sau tất cả các vụ án hàng loạt ở làng Lục Giác là An, thầy giáo An. An khi này nhìn Kindachi và nói, tôi là xác ướp thứ bảy ư? Tôi và Mai yêu nhau và việc Mai có chìa khóa dự phòng xe của tôi là một chuyện bình thường. Nên việc cô ấy lấy đi chìa khóa phụ xe của tôi và lấy ròng rọc trên xe để giết Ngọc là một cái chuyện có thể xảy ra. Mà đúng rồi, chắc chắn là vị hôn phu của Mai. Anh ta đã lợi dụng vai trò là vị hôn phu của Mai, là chồng sắp cưới của Mai để ra tay và sai khiến Mai giết Ngọc, chắc chắn là vĩ rồi.
Kinachi điềm tĩnh nói, ngươi đừng hòng chạy tội nữa An à. À mà không, không thể gọi ngươi là An được, phải gọi ngươi là Ryuichi. Ngươi là con trai của Shioji, ngươi là Ryuichi, Rokusei Ryuichi. Ngươi đã nghiên cứu rất kỹ làng lục giác để có thể chuẩn bị cho kế hoạch báo thù của mình, từ địa bàn cho đến từng xác ướp trong các tòa nhà, và thậm chí cả tập tục cô dâu sẽ nằm lại trong nhà thờ trước ngày hôn lễ, và cả chuyện con gái của ông Tam lên thành phố học và sẽ quay về sau khi tốt nghiệp để cử hành hôn lễ với vị hôn phu đã được tính ước từ trước. Ngay từ đầu, ngươi tiếp cận Mai là để lợi dụng cô ấy. Ngươi định sau khi Mai tốt nghiệp và về quê đám cưới thì ngươi sẽ ra tay, nhưng có một sự cố bất ngờ xảy ra khiến ngươi không thể nào đợi tới lúc đó được. Vài tháng trước, gần thành phố Phương Đô, người ta đã phát hiện ra một bộ hài cốt của một nam thanh niên từ 25 tới 30 tuổi, và bộ hài cốt đó là bộ hài cốt của An thật. Để có thể tiếp cận Mai, ngươi đã giết An, ngươi được bổ nhiệm về trường Phu Đô công tác để có thể tiếp cận Mai một cách dễ dàng. Và bộ hài cốt này là bộ hài cốt mà mình đã kể cho các bạn nghe ở đầu video trước. Một bộ hài cốt được phát hiện ở một khu rừng cách khá xa thành phố Phu Đô, và đó là bộ hài cốt của An thật. Khi này, Kindaichi đặt lên bàn hai bức ảnh, một bức ảnh chụp ông hiệu trưởng và bà hội trưởng trường Phu Đô, còn một tấm ảnh chụp Mai và Ryuichi. Kindaichi nói, đây là hình chụp Mai và An đi ra ở khách sạn tình nhân. Chỉ cần dựng lên những cái tấm hình này để cho thiên hạ biết việc thầy và trò hẹn hò với nhau ở khách sạn, thì thế nào Mai cũng sẽ bị đình chỉ học tập và sẽ nhanh chóng bị gia đình gọi về quê và cử hành hôn lễ. Ngươi, Ryuichi, đã đoán trước được tình hình như vậy nên đã tự thân ngươi chụp những cái tấm hình đó và tự thân ngươi dán lên bản tin của trường. Ryuichi cười một hơi và nói, nhảm nhí, chứng cứ nào chứng minh tôi là người đã tự chụp những cái tấm hình đó và dán lên bản tin của trường, hay đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của cậu mà thôi, Kindachi? Kindachi trả lời, được, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy những gì ta nói là đúng. Khi này, Kindachi hỏi mọi người có nhận ra sự khác biệt của hai tấm ảnh này hay không? Ở tấm hình chụp ông hiệu trưởng và bà hội trưởng, cả hai đều có phản ứng đó là nhìn về phía camera. Bởi vì máy ảnh chụp họ là máy ảnh có đánh flash, nên phản ứng tự nhiên của họ là chói mắt và quay về phía của máy chụp hình. Còn bộ ảnh chụp Mai và An cũng tương tự như vậy, có đánh flash. Nhưng nếu để ý kỹ thì chỉ có ánh nhìn của An là hướng về phía camera, còn Mai bởi vì bị chụp lén nên không biết có camera, và ánh nhìn của Mai hướng về hướng khác. Có thể camera này là loại chụp lén có thể chụp được ở trong bóng tối, có sử dụng flash là tia hồng ngoại. Thế thì tại sao Mai không phát hiện ra ánh flash của camera, còn ngươi, Ryuichi, lại dõi mắt về phía của camera? Điều đó chỉ có một cách giải thích duy nhất. Ngươi là người đã đặt lén cái camera đó, và khi ngươi đang cố điều khiển cái màn chặt remote để chụp hình, thì ngươi đã vô tình hướng ánh nhìn của ngươi về phía camera, và ngay cả sự cố cây thánh giá rơi cũng là do ngươi bày ra. Trước hôm đó một ngày, ngươi đã tháo toàn bộ các ốc vít ở trên cây thập giá, chỉ chừa lại một con duy nhất. Rồi ngươi mắc một sợi dây câu vào cái con ốc lỏng lẻo đó và luồn cái sợi dây câu đó vào xuống ống dẫn nước mưa ở phía trước cửa của cái ngôi nhà thờ. Chỉ cần ngươi giả bộ là người cuối cùng đi ra và đóng cánh cửa lại, cùng lúc đó ngươi giật cái dây câu, thì con ốc đó sẽ rơi ra và cây thập giá sẽ tự động rơi xuống. Và ngày hôm đó, người ra khỏi nhà thờ cuối cùng là Ryuichi. Khi Kindaichi nói tới đó, Ryuichi ôm mặt và cười. Cậu đùa dai quá đó Kindaichi à. Ryuichi là ai? Shioji là ai? Và cả cái câu chuyện không tưởng này nữa, cậu lấy ở đâu ra vậy? Kindaichi nói tiếp. Người hết đường đầu thai rồi, Ryuichi. Ta đã nhờ chú Isamu điều tra. Khi cho xem hình của ngươi, tất cả những thành viên trong gia đình của An không ai nhận ra ngươi là ai cả. Và thậm chí kết quả giám định ADN cũng cho thấy rằng bộ xương kia chính là bộ xương của An thật sự. Ngươi hết đường thoát rồi, cái xác thứ bảy ạ. Đến lúc này, Ryuichi ôm mặt bật cười khùng khục. Hắn từ từ buông tay của hắn xuống khỏi mặt của mình, trừng mắt nhìn Kindaichi. Hết đường thoát rồi à? Ngươi nghĩ ta đơn giản như vậy sao? Ngươi đánh giá ta quá thấp rồi đó, thám tử ranh con ạ. À. Và sau đó, Ryuichi vung chân đạp đổ cái bàn dài phía trước mặt. Những viên cảnh sát lao tới để trấn áp Ryuichi nhưng đều bị hắn đánh cho sụi bại đụi nằm lăn bò xuống đất. Và động tác nhanh như cắt, Ryuichi chụp cây súng săn ở trên tường nhà của ông giả và chụp lấy Miyuki.
bắt Miyuki làm con tin. Ryuichi kề súng vào người Miyuki, lộ nguyên hình là một con quỷ dữ. Hắn bắt đầu lên tiếng. Đứng yên, nếu còn tiến tới ta sẽ bắn nát sọ con nhỏ này đó. Kinichi, ngươi không ngờ ta cũng là một người rất là giỏi võ đúng không? Phải cải trang thành một gã khờ, thật là một chuyện quá sức tưởng tượng đối với ta. Khi này đại lên tiếng, ngươi dừng tay lại đi. Đời của mẹ ngươi đúng là bi kịch, nhưng đó là chuyện xảy ra trước khi mà ngươi ra đời mà. Ryuichi nói, ông sai rồi. Mẹ ta mang thai ta trước khi án mạng 27 năm trước xảy ra. Và sau án mạng thì ta chào đời. Ta được sinh ra là để báo thù. Sau án mạng của 27 năm về trước, mẹ con ta phải lưu lạc khắp nơi để có thể sinh tồn. Về mặt pháp lý, mẹ ta đã chết nên không thể có công việc đàng hoàng. Mẹ ta phải ho ra máu, uống cạn nước mắt để có thể nuôi ta khôn lớn. Mỗi ngày sau khi đi làm về, mẹ ta đều cho ta xem những vết phỏng và nói, Ryuichi, con phải thay mẹ báo thù. Con phải thay mẹ giết sạch bọn chúng. Con phải thay mẹ giết sạch lũ người trong làng lục giác. Trong cuộc sống túng quẫn và cùng cực đó, thứ duy nhất có thể nuôi sống bọn ta là lòng thù hận. Ta phải cho bọn chúng nếm trải tất cả những đau khổ mà mẹ con ta đã phải trải qua. Thứ duy nhất có thể khiến bọn ta sinh tồn là lòng thù hận. Lòng căm thù đã nuôi sống bọn ta. Ta bất chấp tất cả để trả thù và không ai được quyền can thiệp. Ông giả lên tiếng hỏi, khoan đã, còn Shiori mẹ của cậu thì sao? Ryuichi đáp, chết rồi. Và là ta đã giết bà ấy. Mẹ ta đã dạy cho ta rất nhiều thủ thuật để giết người chuẩn bị cho ngày hôm nay. Và chiêu thức cuối cùng bà ta dạy ta chính là giết chết bà ấy. Và khi mà Ryuichi đâm vào bụng của Shiori, Shiori đã mỉm cười và nói, giỏi lắm Ryuichi. Con hãy thay mẹ giết sạch bọn chúng. Con phải thay mẹ giết sạch bọn chúng. Ryuichi nói tiếp. Kể từ đó trở đi, ta không còn cảm giác gì khi giết người nữa. Ta chính thức trở thành một cỗ máy giết người. Kindaichi căm phẫn nói. Ngươi đúng là đồ ác quỷ không có nhân tính. Ryuichi nói. Đúng vậy. Giết người chỉ như giết ruồi, mũi mà thôi. Chỉ cần hạ một nhát dao là xong. Chỉ có việc tạo chứng cứ ngoại phạm trong nhà thờ, phần còn lại thì quá đơn giản. Khi ta ra tay giết ông Nam và bà Tử, ta chẳng cần đổ đến một giọt mồ hôi. Còn ông Nam, khi biết ta là con trai của COG, ông ta đã trung như cày sấy và dùng tiền để mua chuộc tính mạng của mình. Ta đợi cho ông ta nói thỏa thích, rồi đâm vào tim của ông ta. Còn Mụ Lan thì kể cũng lạ, khi ta ra tay bà ta chẳng hề sợ hãi. Nhưng kể ra thì bà ta có vẻ có sở thích cùng với ta nên cũng thú vị. Và thi thể của bà ta đúng là một kiệt tác nghệ thuật. Kindaichi, nếu như không có ngươi nhúng mũi vào, thì kế hoạch giết người lần này của ta đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Ryuichi nói tới đó và quay sang ông giả. Còn ông là người duy nhất mẹ ta dặn ta không được phép động đến. Thế nhưng đối với ta thì ông cũng như bọn kia mà thôi. Nhưng bởi vì mẹ ta đã căn dặn như vậy nên ta sẽ không trọng tới ông. Bây giờ thì không tính nữa. Và còn lại vật tế cuối cùng là ông, đầu, lễ, nhị. Ta đã chuẩn bị cho ông một cái chết vô cùng đẹp. Thế nhưng bây giờ không có thời gian nên làm thế này cho nhanh nhé. Và sau khi dứt câu thì Ryuichi đã nổ súng bắn vào đầu của ông nhị. Sau khi bắn chết ông nhị, Ryuichi đã lôi Miyuki và tiến về cánh đồng cần sa. Và đồng thời Ryuichi cũng quay lại và nổ súng để cản đường đi của Kinichi và Đại. Trên đường đi, Miyuki đã nói với Ryuichi, ngươi muốn làm gì, chắc chắn là ngươi sẽ không thoát được đâu. Ryuichi nói, ta không có ý định sẽ thoát, ta chỉ muốn làm một việc cuối cùng này thôi. Và khi đến cánh đồng cần sa, Ryuichi để Miyuki ở đó và cầm những can xăng mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước, tưới lên cánh đồng cần sa. Cùng lúc đó thì Miyuki mới hỏi Ryuichi, là ngươi đã ép Mai giết Ngọc thật sao? Ryuichi đáp, đúng vậy, ả thật là ngốc khi tin lời của ta. Ta đã nói chỉ có như vậy thì ta và ả mới có thể ở bên nhau. Có lẽ là ả đã xem quá nhiều phim diễm tình rồi. Khi mà Ryuichi đang nói thì Miyuki cầm một khúc cây gần đó và đánh vào người của Ryuichi. Ryuichi xô ngã Miyuki xuống đất và nói rằng, mày đã hết giá trị lợi dụng, đứng yên đó, nếu không ta sẽ bắn mày nát sọ.
Và khi mà Ryuichi đang tiếp tục đổ những canh xăng lên cánh đồng cần sa, thì từ trong bụi rậm, Vĩ đã lao tới và đâm vào bụng của Ryuichi. Ryuichi phản ứng là đẩy Vĩ xuống đất và cùng lúc đó nổ súng bắn vào người của Vĩ. Vĩ ngã xuống đất, Miyuki chạy lại hỏi Vĩ xem có sao không, thì chỉ thấy Vĩ lắp bắp được đúng một câu: trả thù cho Mai, phải trả thù cho Mai. Sau đó thì Vĩ ngất xỉu. Và khi mà nghe tiếng súng thì Kenichi, Đại và ông Giả cùng với một số viên cảnh sát khác đang chạy tới. Sau khi mà Kenichi chạy tới thì Kenichi đã lao vào và giật cây súng của Ryuichi. Trong lúc giằng co thì Ryuichi đã bắn luôn vào bụng của Kenichi. Miyuki thấy tình hình như vậy nên đã bất chấp tất cả để lao tới và đánh vào người của Ryuichi. Ryuichi xô ngã Miyuki xuống đất và định bắn vào Miyuki, thì Kenichi đã dùng hết sức bình sinh của mình ôm vết thương ở bụng đứng dậy và la lớn lên rằng: Ryuichi, dừng tay lại đi. Chuyên tội phản bội của ngươi là ta không thể tha thứ được. Ta biết dù có nói cái gì đi nữa thì cũng sẽ vô ích đối với ngươi, nhưng ta nhất định phải nói. 6 người kia có tội với gia đình mẹ của ngươi và ngươi trả thù họ là một chuyện hiển nhiên. Nhưng Mai thì có tội gì? Ngươi đã lợi dụng cô ấy để có thể lên kế hoạch trả thù của mình. Ngươi không cảm thấy có lỗi với Mai hay sao? Ngươi đã lợi dụng tình cảm chân thật của cô ấy để lên kế hoạch giết người. Sau đó ngươi giết cả cô ấy. Một tên phản bội như ngươi ta không thể tha thứ được. Tay của cô ấy nhuốm đầy máu tanh chỉ vì một kẻ không ra gì như ngươi. Ngươi có hiểu điều đó chứ? Ryuichi dừng tay lại và trả lời: ta hiểu chứ. Ả thật ngu ngốc. Ả bị ta lợi dụng mà không hề hay biết. Ả yêu ta thật lòng mà không mảy may nghi ngờ. Ả đã yêu một kẻ không ra gì như ta. Ả hy sinh cả đời của ả vì một kẻ không ra gì như ta. Và khi đó thì Ryuichi đã rơi nước mắt. Cả Kenichi và Miyuki sững sờ nhìn Ryuichi đang đứng khóc. Kenichi nghĩ, lẽ nào con người này cũng đã từng yêu Mai thật lòng hay sao? Và Kenichi nhớ lại đêm hôm đó, khi phát hiện ra thi thể của Mai, Kenichi đã nhìn trong phòng và thấy An đang khóc, Ryuichi đang khóc. Và cái nét mặt của Ryuichi giống hệt với nét mặt của Mai khi đang khóc. Con người này lẽ nào đã có tình cảm thật sự hay sao? Khi Ryuichi đang đứng khóc và nhớ về Mai như vậy, thì Đại và ông Giả chạy tới. Và Ryuichi hồi tỉnh, quay trở về thực tại, định nổ súng bóp cò bắn chết Kenichi, thì đùng, đùng, đùng. Ông Giả đã nổ rất nhiều phát súng vào người của Ryuichi. Ryuichi sững sờ và ngã xuống đất. Cây súng trên tay Ryuichi rơi xuống. Ông Giả cầm cây súng từ từ tiến về phía của Ryuichi và nói: xin lỗi con trai. Trong sự hoang mang của tất cả mọi người, ông Giả tiến gần lại Ryuichi, quỳ xuống bên cạnh Ryuichi và nói: Ryuichi chính là con trai của ta. Ta và Shioji đã từng hẹn ước với nhau rằng nếu sinh con trai thì sẽ đặt tên là Ryuichi. Bọn ta đã từng hẹn ước với nhau sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Sợi dây chuyền mà con đang đeo và sợi dây chuyền của ta là một cặp. Trong giây phút hấp hối, Ryuichi cầm sợi dây chuyền lên và mấp máy. Nói láo, tất cả chỉ là dối trá. Tất cả chỉ là dối trá. Và rồi Ryuichi, sát nhân hàng loạt, xác ướp thứ bảy đã chết. Sau khi Ryuichi chết, ông Đại nói rằng vậy là tất cả đã kết thúc rồi. Nhưng ông Giả lại nói, chưa, mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc. Ông Giả từ từ đứng dậy và nói rằng, ta phải thay Ryuichi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, nhiệm vụ mà vợ chồng vị mục sư và cả Ryuichi chưa thể hoàn thành. Và khi này ông Giả cầm bật lửa lên và nói rằng, Kenichi nói đúng, kể từ khi làm giàu từ cánh đồng cần sa thì làng Lục Giác đã trở thành một nơi xấu xa. Và bọn ta biết điều đó là sai nhưng bọn ta vẫn phạm phải. Và kể từ ngày hôm đó trở đi, ta đã không ngừng dằn vặt vì những lỗi lầm của mình. Và giờ đây, có một việc khiến ta có thể cảm thấy thanh thản hơn. Và ta phải thay Ryuichi hoàn thành việc đó. Và Kenichi, ta cảm ơn cháu vì tất cả. Sau khi dứt lời, ông Giả đưa cái bật lửa vào cánh đồng cần sa, đốt cánh đồng cần sa.
Và cùng lúc đó, ông giả lao vào trong biển lửa và nổ súng tự tử. Trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, cái gọi là quả cấm vườn địa đàng đã cháy, cháy rụi tất cả những dục vọng và những thù hận của 27 năm qua. Sau đó, Kindaichi ngất và hôn mê suốt 2 ngày 2 đêm. Trong 2 ngày hôn mê đó, Kindaichi đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Đó là có một đôi vợ chồng trẻ vừa mới cưới và hạ sinh được một người con trai, đặt tên cho nó là Ryuichi. Và rồi khi Ryuichi lớn lên thì cậu ta đã yêu một cô gái cùng làng tên là Mai. Và Mai cùng với Ryuichi đã kết hôn và sống một cuộc đời rất hạnh phúc. Một giấc mơ rất đẹp nhưng lại rất buồn. Sau đó 2 ngày khi Kindaichi tỉnh dậy, Đại đã tới bệnh viện để thăm Kindaichi và trong phòng thì cũng có cả Miyuki. Đại nói với Kindaichi và Miyuki rằng tối ngày hôm qua thì Vĩ đã qua đời bởi vì viên đạn mà Ryuichi bắn vào Vĩ lại trúng vào cái chỗ nguy hiểm khiến cho Vĩ không thể nào qua khỏi. Và có một chuyện vô cùng bất ngờ, đó là ngay từ đầu Vĩ đã nghi ngờ Ryuichi chính là hung thủ giết hại Mai. Bởi vì Vĩ đã vô tình nhìn thấy Ryuichi đang lén lút tháo ốc vít trên cây thập giá trong nhà thờ. Và đó là lý do tại sao trong cái hôm cây thánh giá rơi thì Vĩ đã đứng từ xa quan sát qua ống nhòm. Vĩ nghi ngờ Ryuichi và đang lén lút để theo dõi Ryuichi. Vĩ bẩm sinh yếu ớt nên chỉ ru rú ở trong nhà suốt từ nhỏ tới lớn. Và khi mà Vĩ nhìn thấy những cái bức ảnh chụp hình Mai, Vĩ đã yêu Mai ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu một cách tha thiết qua từng những cái tấm ảnh đó. Và để trả thù cho Mai, Vĩ đã liên tục theo dõi Ryuichi trong suốt quá trình mà Ryuichi ở làng Lục Giác. Và đó là lý do trong tất cả những sự việc xảy ra ở hiện trường đều có bóng dáng của Vĩ. Và Đại biết được tất cả những chuyện đó là bởi vì Vĩ đã ghi lại rất rõ ràng ở trong nhật ký của mình. Và cảnh sát cũng đã tìm thấy được vết máu của Ngọc ở trên váy cưới của Mai và ở trên giường, đúng như là lời của Kindaichi đã nói. Và có một điều kỳ lạ, đó là tất cả những bộ phận, những thi thể của các nạn nhân khác bị quăng lăn lóc ở trong một góc nào đó của làng Lục Giác, thì cái đầu của Mai lại được chôn cất một cách rất đàng hoàng trên một bia mộ ở trên đỉnh núi, và nơi đó có thể nhìn bao quát toàn bộ làng Lục Giác. Có thể rằng ác quỷ cũng có nỗi niềm riêng của mình. Ryuichi làm điều đó là bởi vì Ryuichi muốn Mai được yên nghỉ ở một nơi thoáng đãng và có thể bao quát được làng Lục Giác. Ryuichi vẫn có một tình yêu nào đó dành cho Mai. Và Đại nói rằng khi mà khám nghiệm thi thể của Mai thì thi thể của Mai hoàn toàn không có bất kỳ một dấu vết nào của sự kháng cự. Cả trong móng tay cũng không có tế bào da của Ryuichi. Phải hay không, Mai đã dự đoán được cái chết của mình và chấp nhận chết dưới tay mà người mình yêu là Ryuichi. Cho nên Mai đã để lại kỷ vật là ngôi sao hình gia quy của làng Lục Giác cho Miyuki. Ở đầu vụ án các bạn, khi mà Mai chuẩn bị về quê để mà cưới Vĩ thì Mai đã tặng lại cho Miyuki một cái dây chuyền có mặt là ngôi sao gia quy của làng Lục Giác. Và trong bức ảnh chụp Ryuichi và Mai, họ vẫn nắm chặt tay nhau, như thể là minh chứng cho một tình yêu bất diệt, dù rằng tình yêu đó bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh nghiệt ngã của 27 năm về trước. Và khi mà mới nghe qua về tội ác của Ryuichi, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng cảm thấy căm phẫn vì cái tên giết người máu lạnh này. Nhưng có mấy ai hiểu được những đau khổ mà hắn đã phải trải qua. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã phải lưu lạc cùng mẹ của hắn, một người luôn luôn mang trong mình sự thù hận và luôn luôn coi con trai của mình là công cụ để báo thù. Làm sao mà hắn có thể lớn lên một cách bình thường với người mẹ như vậy? Và khi mà lớn lên thì hắn tiếp cận Mai để trả thù cho mẹ của hắn. Nhưng chính hắn cũng không thể ngờ rằng hắn đã yêu Mai ngay từ lúc nào. Và có gì là không thể, một tên sát thủ máu lạnh cũng có tình yêu, cũng biết yêu, biết buồn, biết hận. Mỗi ngày hắn đều bị mẹ của mình là Shiori tiêm nhiễm vào đầu những ý định về sự trả thù, bởi con phải thay ta giết sạch lũ người trong làng Lục Giác. Ngày ngày đều như vậy. Và khi lớn lên, hắn trở thành một cỗ máy giết người. Đối với hắn thì giết người chỉ như giết ruồi, giết muỗi mà thôi. Và bởi vì sứ mạng trả thù của mình nên hắn không thể nào có được một tình yêu toàn vẹn cho chính cuộc đời của mình. Hắn yêu Mai thật lòng, nhưng hắn không thể dừng lại kế hoạch báo thù của mình. Qua từng giọt nước mắt của Ryuichi và qua hành động của hắn, ta cũng có thể thấy được hắn đã thật sự yêu Mai thật lòng.
Trong khi tất cả các thi thể của các nạn nhân khác bị quăng lăn lóc ở một góc, thì cái đầu của Mai lại được chôn cất một cách đàng hoàng ở trên đỉnh núi, nơi có thể nhìn toàn cảnh về làng Lục Giác. Và quan trọng là sau khi hoàn tất việc trả thù, hắn cũng không có ý định chạy trốn, mà hắn chỉ muốn đốt phá cánh đồng cần sa, thiêu trụi nguồn cơn của mọi tội ác. Còn về nhân vật Mai và tên tiếng Nhật là Wakaba, Wakaba đã yêu Ryuichi một cách thật lòng, cho nên Wakaba đã nói với Ryuichi: "Em sẵn sàng chết vì thầy, thầy vẫn sẽ ở bên cạnh em chứ, em sẵn sàng hy sinh tất cả vì thầy." Và khi mà Ryuichi giết Wakaba, cô đã không có một thái độ gì là phản kháng với hành động đó của Ryuichi. Cô chấp nhận chết dưới tay mà người mình yêu để hy vọng một điều rằng Ryuichi sẽ cảm động và tha thứ cho ông Tam, ba của Wakaba. Thế nhưng Ryuichi đã không dừng lại được hành động trả thù của mình. Và một nhân vật khác cũng để lại rất là nhiều ấn tượng, đó là Vĩ, vị hôn phu của Mai, tên tiếng Nhật là Renzo. Thậm chí chúng ta còn không biết mặt của Renzo như thế nào, và thậm chí trong suốt cả vụ án thì Renzo còn không nói được bất kỳ một câu nào, chỉ có một câu duy nhất: trả thù cho Wakaba, trả thù cho Wakaba. Renzo, một con người vô cùng yếu ớt và bẩm sinh đã có bệnh từ nhỏ, chỉ ở ru rú trong nhà và yêu Mai qua những tấm hình, yêu Wakaba qua những bức hình mà anh ta thấy được. Và tâm nguyện duy nhất của anh ta trước khi chết đó là có thể trả thù được cho Wakaba. Vĩ, một con người vô cùng đáng thương. Renzo, một người vô cùng yêu Wakaba, nhưng lại bị chính cái người mà Wakaba yêu giết mình. Và vì sao mà giấc mơ của Kindaichi lại là một giấc mơ buồn, khi mà trong cơn mơ thì Kindaichi lại tỉnh? Tỉnh là bởi vì Kindaichi biết rằng giấc mơ này sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Ryuichi và Wakaba sẽ không bao giờ đến với nhau. Và đó là lý do tại sao giấc mơ này lại là giấc mơ buồn. Và trên đây là những dòng tâm sự của mình về tập 2 vụ án án mạng trong làng Lục Giác của series Thám tử Kindaichi. Qua vụ án này chúng ta thấy được sự máu lạnh và tàn nhẫn của tên hung thủ Ryuichi, và đồng thời chúng ta cũng cảm thấy một nỗi niềm day dứt và khắc khoải khó tả về lòng người trong tập này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây video của mình. Video kế mình sẽ kể cho các bạn nghe vụ án thứ ba trong series Thám tử Kenichi mang tên Truyền thuyết về Quỷ Tuyết. Link mua truyện online mình cũng đã để ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể đọc bộ truyện này để có thể cảm nhận được những cái hay trong vụ án này của Kindaichi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi vụ án thứ hai trong series Thám tử Kindaichi, Ác mạng ở làng Lục Giác, phần 2, Tay sai của quỷ dữ. Trong quá trình mình kể, nếu có sai sót gì đó thì các bạn vui lòng bỏ qua giúp cho mình. Và nếu các bạn có biết ai có khiếm thị, các bạn hãy share và mở video này đến với họ để họ có thể trải nghiệm truyện tranh bằng thính giác. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên cạnh gia đình và người thân. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn ở vụ án thứ ba, Truyền thuyết về Quỷ Tuyết.